Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Review sách Chí Phèo của Nam Cao nghệ thuật thoát ra từ những kiếp lầm than. Nam Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai. Không nói những cái người ta đã nói, không tả theo cái lối người ta đã tả. Ông đã dám bước chân vào làng văn với những cạnh sắc của riêng mình. Những cạnh sắc ấy, nếu ông cứ giữ cho nó sắc mãi thì chúng ta có thể tin ở tương lai văn nghiệp ông. Vườn văn Việt Nam thiếu những bông hoa lạ, thiếu những nghệ sĩ táo bạo, thiếu những bản thể đặc biệt. Chấm. Trích lời tựa tuyển tập đôi lứa xứng đôi, nhà văn Lê Văn Chương viết. Kiệt tác Chí Phèo. Chí Phèo được nhà văn Nam Cao đặt tên trong bản thảo là cái lò gạch cũ, nhưng có lẽ nhằm gây chú ý cho công chúng đương thời. Nhà văn Lê Văn Chương khi viết lời tựa cho tập truyện đã đổi thành đôi lứa xứng đôi. Về sau, khi in lại chuyện này trong tuyển tập luống cầy tập truyện của bốn tác giả, Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Kim Lân, tác giả Nam Cao đổi tên truyện của mình thành Chí Phèo. Chí Phèo kể về cuộc đời người nông dân lương thiện bị lưu manh hóa. Chí là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. May mắn được người ta nhặt về nuôi rồi trở thành canh điền nhà Kỳ Mục Bá Kiến ở làng Vũ Đại. Vì ghen mà Bá Kiến đẩy Chí vào ngục giam. 7-8 năm sau Chí trở về làng gây sự với kẻ đã khiến mình đi tù. Nhưng lại bị viên kỳ mục này lợi dụng, Chí trở thành tay chân của Bá Kiến, trở thành kẻ chuyên nghề đâm thuê chém mướn. Suốt vài chục năm liền Chí chìm trong những cơn say, làm việc ác trong lúc say, đến nỗi không biết rằng mình đã trở thành một con quỷ dữ trong làng. Một ngày kia, sau một cuộc rượu say sưa, trên đường về nhà, giữa vườn chuối trên bãi sông, Chí bỗng thấy một người đàn bà. Chí gặp thị nở, sau buổi đêm ấy, sau cơn suốt ngày kế tiếp. Sau bát cháo hành nghi ngút khói, cuộc đời Chí lần đầu tiên tỉnh táo sau bao nhiêu năm say. Chí thèm lương thiện, nhưng tất cả dường như đã muộn rồi. Câu chuyện xây dựng thành công sự xung đột vô cùng quyết liệt của hai nhóm người thuộc hai tầng lớp trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Nhóm Cường Hào, vai vế bề trên gồm những Bá Kiến, Lý Cường, Đội Tảo, và nhóm Cùng Đinh Lưu Manh Hóa gồm những Chí Phèo. Binh chức Nam Thọ, nhóm Cường Hào cai trị, bòn rút đám đông dân quê, lại cũng cạnh tranh. Sát phạt nhau, chính vì vậy, nhóm Cùng Đinh Lưu Manh Hóa đã được bọn Cường Hào sử dụng làm công cụ để trừng trị lẫn nhau và áp chế dân làng. Chuyện Chí Phèo khái quát một hiện tượng xã hội ở làng quê Việt Nam trước năm 1945, một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh hóa. Nhà văn đã kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động. Đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ vẫn luôn cưỡng lại quá trình tha hóa đó. Ngay cả khi bị vùi dập nhân hình, nhân tính, Chí Phèo là một tác phẩm có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc. Ngoài ra cũng rất mới mẻ bởi nghệ thuật ngôn ngữ đặc sắc của Nam Cao. Bằng ngôi thứ ba vô hình, biết tuốt lời văn như kẻ đứng bên trong nhân vật hoặc đứng kề nhân vật khiến cho việc mô tả các biến động tâm lý nhân vật trở nên hết sức sinh động. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Những cơn say của Chí Phèo, dòng suy nghĩ của Chí, sự chuyển hướng bất ngờ từ suy nghĩ sang hành động. Tất cả những mảnh vụn đều trở nên liền mạch, có lý, sáng tỏ và dễ hình dung. Chuyện Chí Phèo hầu như được giới nghiên cứu và giới mộ điệu nhất trí xem là một kiệt tác đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Nam Cao, đồng thời là kiệt tác đỉnh cao của văn xuôi tự sự Việt Nam những năm 1930-1945. Chí Phèo xuất hiện trong bộ môn nghệ thuật thứ 7 cùng với hai tác phẩm khác của Nam Cao là Sống Mòn và Lão Hạc. Bằng cái tên Làng Vũ Đại ngày ấy được sản xuất năm 1982 bởi đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Phạm Văn Khoa. Vai Chí Phèo do nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường đảm nhận. Cũng là nhân vật đưa tên tuổi của ông sống mãi với thời gian. Làng Vũ Đại ngày ấy là một bộ phim nổi tiếng được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam thế kỷ XX. Nghệ thuật thoát ra từ những kiếp lầm than, điểm lại xuyên suốt sự nghiệp văn chương của Nam Cao. Có thể khẳng định rằng ông đã luôn giữ được những cảnh sắc nguyên sơ như thuở ban đầu. Văn phong, tư tưởng và nghệ thuật của ông được định hình từ rất sớm, có lẽ vì vậy mà kiệt tác Chí Phèo đã ra đời ngay từ cuốn sách đầu tay. Tuyển tập truyện ngắn đôi lứa xứng đôi là sản phẩm đầu tay của Nam Cao, ra mắt bởi nhà xuất bản Đời Mới tại Hà Nội vào năm 1941. Gồm 7 truyện, đôi lứa xứng đôi, Chí Phèo, Nguyện Vọng, Hai Khối Óc, Giờ Lột Xác, Chú Khi Người Đánh Tổ Tôm Vô Hình, Ma Đưa, Cái Chết Của Con Mực, xuất bản trong giai đoạn mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra khốc liệt. Sự chú ý của người đương thời hầu như đều tập trung vào chiến trận từ châu Á tới châu Âu.
Có lẽ vì thế mà tập truyện Đôi Lứa Xứng Đôi khá im ắng trong dư luận văn học nghệ thuật thời bấy giờ. Phải gần 20 năm sau đó, thời kỳ miền Bắc phục hồi các vết thương chiến tranh, đất Hà Thành được hòa bình. Các giá trị thực sự trong sáng tác của Nam Cao mới được thừa nhận rộng rãi trong giới sáng tác, nghiên cứu và phê bình văn học. Nếu Chí Phèo khai thác đề tài người nông dân bị nhóm cường hào áp bức đến tận cùng, bị lưu manh hóa thành công cụ gieo rắc tội lỗi dẫn đến kết cục đồng quy vô tận để giải thoát bản thân, thì Nguyện Vọng là sự bế tắc của một nhà giáo nghèo với một mộng tưởng xa vời khi đất nước còn long đong. Hai Khối Óc là tình yêu tuyệt vọng giữa kẻ giàu người nghèo, Giờ Lột Xác là nỗi quằn quại của giới trí thức dưới chế độ cũ, đau đớn của thời kỳ lột xác, mà Ánh Sáng Cách Mạng là chất dẫn để thời kỳ đó kết thúc trong niềm hân hoan. Cái Chết Của Con Mực cũng là trang viết về nỗi lòng lực bất tòng tâm của người trí thức nghèo trước thời cuộc. Riêng hai chuyện Ma Đưa và Chú Khỉ Người Đánh Tổ Tôm Vô Hình thuộc loại chuyện ma, trong đó Nam Cao ghi lại những nét thuộc đời sống tâm linh, tâm thức dị đoan của người dân các làng quê thời đấy. Nhân vật chính đều là những kiếp lầm than phản ánh đời sống bần hàn của người dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Nhật và thực dân Pháp trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Thông qua những tấn bi kịch của người nông dân và người trí thức trong xã hội cũ thể hiện trong từng tác phẩm, Nam Cao thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới hai vấn đề lớn của con người là quyền được sống lương thiện và điều kiện để phát huy tài năng để sống một cuộc sống có ích, có ý nghĩa. Nam Cao không chỉ đồng tình với khát vọng sống lương thiện mà còn cổ vũ cho khát vọng được cống hiến, được sáng tạo của người trí thức, người nghệ sĩ chân chính. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.